Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đã kết thúc các bạn.